Con kính thưa Thầy Triệu Âm, Tịnh Hải, Thầy cho con hỏi một câu. Trong gia đình con có một mình con ăn chay niệm Phật pháp môn hộ niệm, nhưng con còn phải nấu mặn cho gia đình ăn. Nhưng con không muốn, bây giờ con phải làm sao? Xin Thầy cho con một lời khuyên. Đầu tiên xin chư vị cố gắng, nếu mà mình muốn thực sự hộ niệm vãng sanh thì hồi giờ mình ra chợ mua con cá còn sống đành đạch, về rồi mình mổ bụng mổ ruột người đánh dê đến vẫy người ta, bỏ đi chuyện đó đi chư vị. Có thể mình ra mua những thứ mà người ta đã làm sẵn rồi. Thì trong cái Phật pháp chúng ta nó có cái câu là tam tịnh nhục, thì hầu hết những cái thứ thịt mắm mà người ta bán ngoài chợ nó thuộc về cái dạng tam tịnh nhục đấy. Tức là một cái con vật nó chết, mình không thấy cái hiện tượng nó chết, không nghe cái tiếng nó kêu, mà không phải vì mình chỉ định mà nó chết. Cái thế giới ô trược này, bây giờ mình có ăn chay thì ngoài shop người ta vẫn bán những món thịt đó trùng trùng, phải không? Như vậy thì đầu tiên mình có thể gọi là khai giới cho mình. Mình mua những cái thứ đó về, đừng nên tự tay mình sát hại con vật. Như vậy thấy là tránh đi một điều không này. Cái điều thứ hai nữa là nên kiêng cử ngũ tâm. Ông xã mình, ông thèm tối, chứ thực ra thì mình đem giấu cái tối đi, ông cũng không biết đâu. Mình lén lén, mình thay gì, mình chắc cái tối mình bỏ gừng, có cái gió gừng, mình chắc vô. Mình nói là tối chiều, ông cũng hay đâu. Mình nói có rồi, không đo gì, không biết đâu. Chứ đừng thấy ông ăn gì đó, mình cũng mua nhiều đi. Mình có thể tìm cách mình. Cái đây không phải là gạt nhau đâu, mà chúng ta đang cứu người đấy. Đầu tiên mình chấp đần, đúng không? Thay vì mình chắc hành, la hành đó, mình chắc cái gì đó, cái ngọ rí đó, đúng rồi, ngọ rí đó, cái gì rau thơm đó, mình bỏ vô cùng có thể được. Tránh đi chư vị, cố gắng tránh đi. Mà nếu bắt được như vậy thì mình lập tìm cách dám lòng, mà làm đúng làm điều gì, bỏ lòng đi, để tìm cách giải cứu cho chỗ biết làm sao chư vị. Chứ đừng có thấy là con không muốn ăn thịt, mà bây giờ chồng con muốn ăn, cho nên con phải làm cho chồng con ăn, trong khi chồng con ăn có một cục, con ăn tới ba cục. Cũng kẹt lắm đấy anh chị vị nha. Mình cứ đổ thừa cho chồng mình, mà chính thì mình làm trước, mình ngon trước. Cái đó là có đấy, thật sự nhiều lắm. Đấy là chư vị, có không chư vị thấy không? Có đấy. Cứ đổ thừa cho con tôi muốn ăn, chồng tôi muốn ăn, mà thực ra thì mình nếm lòng ba cục trước hay là tính sau. Cái lạ lùng lắm, cho nên cái đó là cái không thành thực. Chúng ta cố gắng khuyên giải lần lần, từ từ đi chư vị, thì có thể giải quyết nhau. Chứ bây giờ cái tình trạng gia đình khó quá. Vấn đề mà cái trong gia đình chúng ta đó, đôi lúc rồi mũi đồ nó chui trong nhà của mình. Mình đừng có cố gắng di nó đập nó để chết đi. Mình nghĩ con này là cái ông khí khổng ấy, phá hại, không nên tha cho nó đi trở về. Mình tha thần lòng là mới lòng từ bi ra, cái lòng thành của mình nhiều khi chư hộ pháp giúp đỡ cho. Cũng giống như cái sự tích mà kể lại là ngài Ấn Quang đấy. Khi mà ngài tới có một cái phòng mà để cho ngài ngủ đó, thì những người ở trước sau ở dơ sao không biết, mà rịp rộn nó chui vào trong cái mộng bệnh qua nhiều lắm. Rồi các vị thị giả thấy vậy mới tìm bắt. Ngài nói không sao. Chứ vì thấy cái tâm từ bi của người ta. Cho mình thì chứ mình cứ bắt liền ra ngoài cũng đỡ. Có nhiều người cũng bắt giết đi. Chi tội nghiệp nó như vậy. Ngài nói không sao. Người ta niệm Phật vì cái tâm của Ngài quá thành, mà sau cùng tự nhiên mấy con đó nó chạy ngó nào mất hết đi. Trong cái nó không còn nữa. Chứ vì thấy hay không này. Chư tổ có thể làm được như vậy, mình chưa chắc làm được như vậy, mà mình lấy cái tâm thành, mình đối xử với chúng sanh, đừng thấy con kiến, con gián, con ruồi, con muỗi vào trong nhà mình mà giết nó, không tốt, tội nghiệp cho nó. Ráng cố gắng kiên cử được lúc nào kiên cử nó, nghe em chưa vậy nha? Rồi từ từ giải quyết lòng. Nếu có bàn hộ niệm, nhờ những người hộ niệm tới giúp cho,
gặp các thầy, nhờ các thầy tới. Nhiều khi ông xã mình, ông cũng thấy ông thầy tới cũng kính kính thôi, ông lắng nghe. Nhiều khi có thể có cái duyên người ta nghe, giải lòng lòng cho bây giờ. Cái chuyện mà cá nhân khó nói quá đi, chưa chắc gì ông thầy tới ông nói được. Nhưng mà có nhiều người thầy nói, nhiều khi có người có duyên người ta nghe, xã mình nghe thì mừng lắm, đúng không chứ vậy? Cố gắng lên cho không biết làm sao hơn. A Di Đà Phật.